Kênh Nhà Đất Hồng Ngự xin gửi đến quý cô chú cùng tất cả các anh chị mình một cái lô đất nền quý anh chị nằm ở con đường này là con đường Phú Thuận AB ha, con đường Phú Thuận AB thuộc xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp mình. Thì từ vị trí lô đất của mình đó quý anh chị, hướng này là mình chúng ta sẽ đi về bến đò số 3 mình nè. Thì cách bến đò số 3 để đi qua phường Long Sơn á, về thị xã Tân Châu mình á, thì chỉ có là khoảng 350m rồi ha. Thì hiện tại đường lộ đang mở rộng quý anh chị, thì lô đất này rất là đẹp quý anh chị, mặt tiền nó khá là lớn nha. Mặt tiền là 7m90 nha. Đây nè. Đó, lô đất là cần bán đây có luôn cái nhà này nha quý anh chị. Đó, đường đang mở rộng vậy nè ha. Thì 7m90 này là chạy dài là tính luôn phần hành lang lộ giới luôn là phần thổ cư là 28m mấy đó, chứ phần lộ giới 4m mấy nữa tính là 33m tới quý anh chị. Đó như vậy đấy ha. Thì đất thì ở đây thì nó có danh chấp rõ ràng chân rồi ha, thì không cần phải bàn tới cái vấn đề danh chấp ha. Thì em sẽ quay cho quý anh chị xem cận cảnh. Thì mặt tiền thì là em báo lên nó là 7m90, còn chiều dài là luôn hành lang lộ giới thì nó là 33m nha. Đó, còn phần đất thừa phía sau nữa, đất bãi bậu phía sau nữa rất là lớn quý anh chị, rất là rộng lớn ha. Thì bây giờ mình đi ra phía sau mình tham quan nè ha. Đó, ở đây thì có những cái trụ danh nè, có những cái trụ danh đâu đó rõ ràng chừng ha. Thì nói chung đất bên bạn bên đây thì nó hơi thấp hơn mặt đường quý anh chị, nhưng giá bán cực kỳ là rẻ quý anh chị. Ở đây thổ cư gầu luôn nè. Đó, quý anh chị nào mua mình cắt được cái nhà là cái phần thổ cư là 28m mấy đó quý anh chị ha, phần thổ cư ha. Thì thường thường một cái nhà với mình cắt tầm khoảng 20m là nó quá khứ, mà này tới 28m lận nó thì quá là rộng, mà thêm mặt tiền nó gần 8m quý anh chị. Mà đất này nó hậu nha, đất này thì nó hậu là 8m luôn đó. Ở trước thì 7m90, ở sau lưng là 8m, dài là 28m là thổ cư, còn phần hành lang lối giới là coi như là 5m đi là 33m ha. Rồi có địa chỉ là xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Tháp mình. Cách bến đò số 3 thì tầm khoảng là 350m là tới thưa quý anh chị. Đó, nãy giờ mình đi xa lắm đó, mình đi giờ nãy giờ mà cũng chưa tới được cái mức của cái sổ đó quý anh chị. Thì tới mức cái sổ là từ khoảng cây dừa này nè quý anh chị. Đó, từ cây dừa nè ha. Đó. Đổ đi dài vô tới trong cái mặt lộ nãy, tại này nó quá trời cây trái tùm mà, cho nên chúng ta không thấy được cái chiều dài ha. Thì ở đây thì em quay cận cảnh cho quý anh chị xem nha. Đất này đất sạch, chung quanh thì chả có mại mã mồ gì cả. Ở đây đó bãi bầu đúng quý anh chị. Đó, còn cái phần này là cái phần thuộc được làm giấy tờ, nó nhà nước được làm giấy tờ, thì cho nên ta làm 28m, coi như là 8m dài 28 là thổ cư, 5m bốc lộ giới ha. Đó, đây. Đó, nó còn một phần rất là xa nha. Nó còn giống như là bây giờ tính từ móc cái giữa đi thì là 28m, nhưng mà đổ dài cái máy sông nè, mình là người ta sẽ bán luôn cho mình cái phần máy sông nữa quý anh chị. Đó, cái mức giá bán thì em sẽ công khai luôn nha, cái mức giá bán là 390 triệu quý anh chị, 390 triệu nha. Đó, chú. Chú. Đó, phần này đất thì khá ngon lành ha. Thì nói chung cái giá bán này thì em cũng không khai luôn, tại vì cái giá bán mong muốn nha. Nó, nhưng mà đôi khi nó có sự, đôi khi chủ người ta đang kẹt tiền, người ta bán mình giá này quý anh chị. Đôi khi người ta không kẹt tiền nữa thì người ta có thể là giờ đổi giá nha. Thì mong quý anh chị thông cảm, tại vì xem video thì em sẽ báo giá luôn vậy. Đó, để cho quý anh chị dễ hình dung nha. Đôi khi video nó trôi qua vài tháng á, cái quý anh chị hỏi lại em á, hoặc là năm sáu tháng đi, quý anh chị hỏi là em cái nói ừ cái nền đó làm sao, lúc đó nghe nói là báo giá là 390, mà tại sao mà bây giờ hỏi lại là nó lên giá, là do những nguyên nhân là đôi khi người ta không còn kẹt tiền nữa, là cho nên người ta sẽ bán lại cái giá khác đó quý anh chị. Hoặc là đất đai nó sẽ có cái sự theo thị trường nha, mong quý anh chị mình thông cảm. Rồi bây giờ mình tiếp tục đến để mình xem những cái phần phía sau nè. Nó thì ở đây hiện tại giờ em đi rất là xa đó quý anh chị, là nó còn ở đây nè, ở đây rất là bè nha. Nó bè nè, cái phần này là phần đất thịt, đất bãi bầu ra đây nè. Nó thì nữa, anh chị nào mà có xuồng ghe ở đây thì hợp lại với những lô đất này
phù hợp nha, để mình mua đất đây mình cắt nhà ở rồi ghe mình sẽ đậu ở nơi đây, nó đậu đây, hoặc là những anh chị có những cái làng bè gì nè đó, để mình mua đất rồi mình có chỗ để nơi ăn chúng ở và có chỗ để mình chăn nuôi ha. Ở đây rất là nhiều bè nha quý anh chị đó. Còn bên đó là cái phường Long Sơn đó quý anh chị, phường Long Sơn thị xã Tân Châu ha. Đó thì nếu mà tính trừ trong cái sổ được ra ha, trừ trong cái sổ ra thì hiện tại phần đất còn lại là nó có thể là trên là 35m đó quý anh chị. Đó, tính từ cái mí mà mình nãy mình xem mình quay nè, nó từ mí này đi, mí đất thịt này đi ha. Mí đất thịt là cái chuối này đi. Đó. Là vô tới cái chỗ cái dừa nãy tầm khoảng 30m quý anh chị, rất là xa nha. Tại vì ở đây rất là cây không à. Cho nên quý anh chị không có nhìn thấy được. Đó. Thì mình đến xem đất đi ha. Còn cái căn nhà hồi nãy thì giống như là bây giờ chủ người ta chỉ bán đất thôi. Còn căn nhà đó thì giống như là mình mua đất là được khuyến mãi luôn nha quý anh chị. Đó. Thì hôm nay em cũng có dắt khách đi xem. Đó, xem được đất. Thì họ đang xem thì em cũng đang quay video. Nhưng mà mình có thể là mình né chút xíu ha. Để sợ trúng những hình ảnh người ta ha. Đó, đây đất ha. Thì hiện tại cái anh hơi tướng hơi đẹp trai đó, là cái anh này là ảnh là đồng nghiệp anh chuyên môi giới phải không, ảnh chuyên về nướng luôn đó hả, ảnh giỏi lắm. Ở đây khá là tùm ha, nhưng mà thì ở đây mình mua sẵn như những cái cây cấu này thì người nào mua sau là người đó sẽ được hưởng không quý vị. Đâu có, tôi đang quay YouTube mà. Đâu có live stream đâu. Quay YouTube đặng mẹ nó có quay chưa up là. Chưa up đâu, quay chưa up mà. Cho nên là cái phần căn nhà thì mình không cần phải xem ha quý anh chị. Đó, chỉ là bán đất tặng nhà. Rồi, nhà thì khỏi xem. Để coi mấy quý anh chị nói ở nhà cũ, nhà mới, nhà gì thì linh. Đó, đường xá thì đang mở rộng nè. Nếu mở rộng gần bên nhiêu đây nữa thì xe buýt quay đầu luôn. Một để lồng máy giặt, một để trắng quần áo. Ép dẻo đây, ép tất cả các loại giấy tờ, bát keo dính gồi, keo dính chuột, keo bẫy chim, keo dán giày, keo dính dép, keo dán nồi. Đó, khu dân cư thì hiện hữu quý anh chị, rất nhà rất là đông nha. Ở đây nhà cắt là sang sẻ luôn nè ha. Nhà cắt những ngôi nhà đẹp đẹp không à. Đó, như bên đây nhà bên đây rất là đẹp nè quý anh chị ha. Có nhiều người nói thì mua đất ở mé sông thì sợ sạt lở, nhưng thực chất là những cái hộ này người ta sống tầm trên 30-40 năm hết trơn quý anh chị. Ở đây đâu có sạt lở, chỗ này thì không sạt lở nha. Đó, mà nếu em tí dụ như có sạt lở đi chăng nữa thì nhà nước người ta cũng là làm những cái khu tái định cư để cấp cho dân ở ha. Đó, nhưng mà nói chuyện hy hữu thôi chứ quý anh chị thấy trên video nè, nó nguyên một dãy luôn, thấy không? Nó nhà cắt đẹp đẹp không nè, nó chẳng lẽ người ta không sợ rồi mình sợ gì ha. Khá tuyệt vời là nắng sáng mắt chiều nữa quý anh chị, hướng đông nha, hướng đông luôn đó. Mua đất rồi nó thêm một cái phần rất là dài quý anh chị ở phía sau ha, để mình cắt nhà rồi mình có thể trồng cây ăn trái hoặc là trồng vườn mai cây cảnh gì đó vân vân và vân vân. Như là nó cách bến đò số 3 sát bên. Ở nơi đây thì vấn đề về tiện ích thì khỏi phải bàn tới, tại vì là người ta buôn bán kiểu lưu thông á, người ta sẽ đẩy tới chỗ. Còn nếu quý anh chị muốn đi đến chợ thì một là mình qua chuyến đò số 3 để qua đến chợ Tân Châu ha, còn hai nữa thì mình sẽ đi lên chợ Long Thuận trên này, thì cách đây khoảng là 1 cây số quý anh chị, chợ Long Thuận nha. Đó. Ở đây là một cái giống như một cái cù lao nhưng mà khá là lớn quý anh chị, rồi ở đây thì rất là phát cũng như là phát triển quý anh chị những năm gần đây ha.
Thì video đến đây thì em cũng xin kết thúc. Hẹn gặp lại ở quý anh chị ở những video tiếp theo. Thì quý anh chị nào có nhu cầu mua nền thì liên hệ qua số điện thoại 0397037099. Em tên Nhàn. Cái đó là số Zalo của em luôn nha. Rồi quý anh chị cứ kết bạn Zalo rồi mình điện nha, để mình tham khảo nha quý anh chị. Đó. Lô đất này thì để nào quý anh chị nào đầu tư cũng được. Ok. Hay là vân vân làm những gì đó đều ok hết nha. Đó, các nhà ở thì khá lý tưởng, tại bây giờ cái nền khu dân cư bây giờ quý anh chị tính rồi, người ta bán là chỉ có 5 hoặc là 4 mét giữ mà dài 16, 17 thôi, mà cái giá chị nó còn 500 triệu rồi. Nó còn húng hộ chi, đường xá gì ngon lành cành đào gì. Nó nhà thì ở ngẹt chứ gì nè. Nó mà bán được mình thêm được cái khúc sau nữa, mua được thêm khúc sau nữa. Nó mình được thêm khúc sau rồi được hưởng luôn cái máy xong nữa, phải không? Thì khá là tuyệt vời quý anh chị. Thì cái giá này không đâu bạn dễ bằng em đâu ha. Thì quý gia đến đây thì cũng hơi dài. Thì quý anh chị nào có hữu duyên thì mình mua nha. Quý gia đến đây thì em xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.